Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, cùng với 950.000 thí sinh trên cả nước, gần 20.000 thí sinh của hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận tại 31 điểm thi của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 với hai môn Toán và Ngoại ngữ trong không khí nghiêm túc. Sau đây là những ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn của nhóm phóng viên thời sự. Thời tiết tại thành phố Đà Lạt khá mát mẻ thuận lợi cho trên 17.300 thí sinh của hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận bước vào ngày thi đầu tiên ở 610 phòng thi do trường Đại học Đà Lạt làm cụm trưởng, vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Theo ghi nhận, trong sáng nay, trên các trục đường tại 20 điểm thi đặt ở các khu vực trường cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đều được đảm bảo thông suốt. Bởi lẽ thí sinh đã đến các điểm thi khá sớm, lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng xe khá chặt chẽ. Cụ thể với môn thi đầu tiên là môn toán, thời gian làm bài 180 phút, thì theo hình thức tự luận, đã có 17.329 thí sinh dự thi trên tổng số 17.553 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 98,7%. Tại các điểm thi đã diễn ra an toàn nghiêm túc trật tự, chỉ còn vài trường hợp thí sinh đến trễ nhưng vẫn kịp giờ thi. Đối với những thí sinh bị tai nạn, thí sinh khuyết tật cũng được hội đồng thi bố trí xe đưa đến tận phòng thi. Với môn thi đầu tiên, đa số thí sinh cho rằng đề thi có tính phân loại cao, những phần cơ bản chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, tương đối dễ. Ở 3 đến 4 câu hỏi cuối đòi hỏi thí sinh phải có sự tính toán kỹ lưỡng. Những câu hỏi khó là những câu hỏi dạng phương trình, hệ phương trình lớp 12, bức đẳng thức và hình học phẳng lớp 10. Điều đặc biệt trong đề thi năm nay là có một câu hỏi tạo sự hứng thú cho thí sinh bởi gắn liền với liên hệ thực tiễn. Đó là tính xác suất đội phòng chống dịch MERS-CoV cơ động. Độ phân hóa thì nói chung là nó cũng nằm trong tầm của học sinh trung học phổ thông và là có thể là em sẽ đạt được 60%. Đề thi năm nay thì môn toán thì phần tốt nghiệp thì khoảng 50%, đại học thì khoảng 50%. Trong đó thì có cái phần bám sát, đó là ứng dụng thực tế của phần xét suất. Buổi chiều có 17.243 thí sinh dự thi môn ngoại ngữ, vắng 86 thí sinh, đạt tỷ lệ trên 95% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Với môn thi này, thí sinh cho rằng trong tổng số 64 câu hỏi trắc nghiệm, đa phần các em đều làm được trên 50%. Đề thi thì cũng phân loại rất là cao, có phần dễ, phần khó. Em thì cũng làm được tương đối rồi. Anh văn thì phần viết thì có cái mới là thêm được vài gợi ý cho học sinh thì giúp học sinh dễ làm bài hơn. Với phương thức thi 2 trong 1 như năm nay, nhiều phụ huynh cho rằng kỳ thi không những tiết kiệm chi phí cho gia đình, mà quan trọng là tôn trọng sự lựa chọn của các em. Tôi thấy là cái sáp nhập mà hai cái đợt thi lại một như vậy thì tôi thấy nó rất là thuận lợi. Về cái chỗ ăn ở, cái thuận tiện đi lại là đây là một cái mà nó thuận tiện nhất. Thì cái chi phí mà cho bản thân gia đình tôi thì tôi thấy nó cũng đỡ đi nhiều so với trước đây. Điểm mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 đó là thí sinh thi môn tự chọn trước ở một phòng. Nhưng đến môn tiếp theo sẽ được cán bộ coi thi niêm yết danh sách mới và thí sinh có thể thi ở phòng khác. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến việc thay đổi phòng thi. Vì ngay từ đầu, nhờ được quán triệt từ Bộ Giáo dục Đào tạo nên cụm thi do trường Đại học Đà Lạt làm cụm trưởng đã tập huấn cho cán bộ coi thi cũng như phân bố phòng thi phù hợp. Nên khi bước vào kỳ thi, thí sinh dễ dàng tìm được cho mình phòng thi tại cùng một điểm thi. Mỗi năm thì mỗi em thi 3 môn hoặc là thi 2 khối thì là 6 môn chẳng hạn thì là có một cái danh sách thôi. Còn năm nay thì là ví dụ buổi sáng là có 1.000 em thi trung tâm này thì buổi chiều còn lại 500, như vậy là rõ ràng thuộc thí sinh giảm xuống và như vậy em có thể thi từ chuyển từ phòng này qua phòng khác. Và danh sách là mỗi môn thi có một danh sách trong một phòng. Và như vậy là có thể đến 8 cái danh sách thi. Vậy thì là đầu giờ thì là cán bộ phải dán danh sách, cán bộ phục vụ phải dán danh sách và các em phải tìm cái phòng mới của mình. Nhưng hy vọng là cũng tìm được thôi, bởi vì mỗi trung tâm chỉ 30-40 phòng và chúng tôi đã sắp xếp để các em không phải đi điểm thi khác. Thì tìm trong khuôn viên đó thì cũng không phải khó lắm và giám sát cũng như cán bộ coi thi và những người khác sẽ có cái hướng dẫn các em tìm nhanh nhất. Như vậy kết thúc ngày thi đầu tiên tại thành phố Đà Lạt, tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực trường thi đều được đảm bảo, đề thi ra vừa sức với thí sinh. Đã có 2 trường hợp bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi. Ngày hôm nay, thí sinh tiếp tục bước vào 2 môn thi tiếp theo là ngữ văn và vật lý.
Còn tại 11 điểm thi do cụm thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng chủ trì, ngay từ sáng sớm, 2.500 thí sinh trong toàn tỉnh đã đến các điểm thi dự lễ khai mạc và bước vào ngày thi đầu tiên nghiêm túc. Theo đánh giá chung, trong ngày thi đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh, không xảy ra trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Theo đó, số lượng thí sinh dự thi môn toán tại cụm thi Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì là 2.452 trên 2.498 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 98,56%. Còn số thí sinh dự thi môn ngoại ngữ là 2.188 trên 2.211 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,96%. Theo nhiều thí sinh, đề thi môn toán kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có khoảng 60% kiến thức nằm trong chương trình sách giáo khoa, còn khoảng 40% câu hỏi để phân loại thí sinh. Với các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, ngoài phần câu hỏi nâng cao tương đối khó, thì các em vẫn làm được bài đủ điểm để tốt nghiệp. Tuy nhiên, cũng có thí sinh có phần luyến tiếc vì không đăng ký thi đại học khi đề ra nằm trong khả năng làm bài của các em. Đề cũng bình thường, cũng không khó lắm. Với cái đề thi này thì khả năng đậu tốt nghiệp còn 70-80%. Đề thi khó nhưng mà con vẫn làm hơn 50% và có khả năng đậu tốt nghiệp. Con thấy đề toán dễ, nếu mà muốn được khoảng 5 điểm trở lên là dễ làm. Còn đối với đề Anh thì cũng dễ, cũng 5 điểm thì cũng dễ lắm. Mà nếu muốn điểm cao hơn từ 7 điểm trở lên thì hơi khó. Lúc đầu là con lượng sức, con nghĩ là không đủ sức để thi. Xong con nghĩ lại thì con lại thấy thi đề đó lại dễ, nên con cũng hơi tiếc mà không thi đại học. Với môn ngoại ngữ trong thời gian 90 phút, nhiều thí sinh nhận định trong tổng số các câu hỏi, có nhiều câu hỏi dễ nhưng cũng có những câu hỏi rất khó, đặc biệt là ở phần thi viết. Môn Anh thì khó, tại môn Anh viết đoạn văn khoảng 40 câu là viết được nữa. Kết thúc ngày thi đầu tiên, các thí sinh đã có nhiều cảm xúc khác nhau. Ngày hôm nay, các thí sinh của cụm thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thi môn ngữ văn thời gian 180 phút và môn vật lý 90 phút.